Chào mừng anh em đến với Man City Homie. Chúc anh em một buổi sáng tốt lành. Man City Homie sẽ mang đến cho anh em những tin tức nhanh nhất từ những nguồn tin đáng tin cậy nhất về The Citizen. Đừng quên đăng ký và ấn rung chuông để không bỏ lỡ những sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Và chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Man City tiếp tục không có Stone ở trận đấu tiếp theo. John Stone dự kiến sẽ không trở lại kịp thời để cùng với đội 1 của Man City đối mặt với Sevilla trong khuôn khổ siêu cúp châu Âu ngày 17 tháng 8. Stone là một trong hai trung vệ bỏ lỡ trận Burnley và Man City bên cạnh Ruben Dias. Tuy nhiên, theo huấn luyện viên Pep Guardiola, trung vệ người Anh có thể trở lại trong trận đấu tiếp theo của The Citizen với Newcastle vào ngày 20 tháng 8. Để giải phóng Haaland khỏi áp lực phải chạm bóng nhiều và duy trì áp lực thường trực quanh vòng cấm đối phương, Guardiola phải bổ sung một tiền vệ. Giải pháp được đưa ra và rất thành công sau đó là việc sử dụng Stone ở vai trò hybrid. Nhưng thay đổi này đã tạo ra các vấn đề phòng thủ trước các đối thủ chạy cánh tốc độ và đòi hỏi rất nhiều điều chỉnh. Vì thế đây vẫn là chiến lược mạo hiểm. Dù Guardiola từng thử nghiệm với Philipp Lahm và David Alaba ở Bayern Munich và với João Cancelo ở Man City. Sau đó ông lại điều chỉnh với Stone đá trung vệ rồi dâng cao từ vị trí đó để sát cánh cùng với Rodri ở trung tâm tuyến giữa. Man City từ đó thắng như trẻ tre để lần lượt tình thế trên đường đua vô địch ngoại hạng Anh với Arsenal, bảo vệ thành công danh hiệu này, đoạt thêm cúp FA và Champions League. Cú sốc De Bruyne ập đến, Man City chờ đợi ngày thứ hai phán quyết. Ở trận ra quân Premier League, Manchester City dễ dàng đánh bại Burnley trên sân khách. Erling Haaland lập cú đúp cùng pha lập công của Rodri giúp Man City giành 3 điểm đầu tiên. Dù vậy, chiến thắng này không trọn vẹn vì thông tin của Kevin De Bruyne. Chỉ thi đấu hơn 20 phút, De Bruyne đã phải rời sân nhường chỗ cho Mateo Kovacic bị chấn thương. Sau trận đấu, huấn luyện viên Pep Guardiola đã chia sẻ tình hình của cầu thủ người Bỉ. Giờ đây, cổ động viên Man City phải hồi hộp chờ đợi ngày thứ hai, thời điểm De Bruyne đi chụp chấn thương để biết mức độ vấn đề gân khuèo của anh là như thế nào. Daily Mail tiết lộ cựu ngôi sao Chelsea sẽ cần nghỉ thi đấu vài tuần. Dù chưa rõ thời điểm cụ thể anh tái xuất là lúc nào, điều này đồng nghĩa với việc nhạc trưởng sinh năm 1991 sẽ vắng mặt ở trận siêu cúp châu Âu vào thứ tư với Sevilla. Anh đồng thời bỏ lỡ các cuộc đụng độ ở Premier League gặp Newcastle, Sheffield United và West Ham. Được biết, De Bruyne bị đau gân khuèo đúng ngay vị trí mà anh từng hứng chịu ở trận chung kết Champions League 2022-2023. Anh không cần phải phẫu thuật và vẫn tận hưởng những buổi ăn mừng cúp cùng câu lạc bộ chủ quản vào vài tháng trước. Pep bị công kích vì hành động sai lầm với Haaland. Erling Haaland lập cú đúp giúp Man City đánh bại Burnley 3-0, nhưng huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn chút giận lên tiền đạo này. Pep bị chỉ trích rằng ông không nên làm như vậy. Nhận xét về việc này, cựu tiền đạo Alan Shearer cho rằng huấn luyện viên Pep không nên làm như vậy. Shearer thích sự chú ý đến từng chi tiết của Pep, nhưng cho rằng thuyền trưởng của Man City nên kiềm chế cảm xúc của mình cho đến khi mọi người vào phòng thay đồ. Shearer chia sẻ cụ thể trên Match of the Day như sau: "Tôi là người theo trường phái cổ điển. Tôi thực sự thích cách Pep thúc đẩy mọi người và hướng đến sự hoàn hảo. Tuy nhiên, nếu ông ấy không muốn máy quay ghi lại các cảnh vừa rồi thì hãy đợi cho đến khi tất cả cầu thủ vào phòng thay đồ. Tôi không thích cách xử lý này. Hãy nói những gì bạn muốn với tôi trong phòng thay đồ. Cứ cho tôi lời chỉ trích nặng nề thoải mái, nhưng không phải trước mặt đám đông khán giả như vậy. Không." Bình luận về sự việc trên, huấn luyện viên Pep Guardiola chia sẻ: "Không có vấn đề gì cả. Đây là vấn đề về sự kết nối giữa các cầu thủ. Haaland muốn quả bóng ở phía sau mình và bóng lại không được ở phía sau. Đôi khi bạn phải kiên nhẫn để chờ đợi đúng thời điểm. Haaland không khó chịu gì cả, tôi cũng không. Trong bóng đá những chuyện như thế này luôn xảy ra, đừng làm quá câu chuyện lên." Cầu thủ Man City bị cổ động viên ném vật thể lạ vào đầu, Burnley tuyên bố không để yên. Tình huống diễn ra ở phút 19, Nerico Lewis tranh chấp ở cột cờ góc và bị Luca Colelso đẩy ngã xuống sân. Tuy nhiên, ống kính máy quay đã bắt được cảnh hậu vệ trẻ của Man City nằm sân ôm đầu và tỏ vẻ đau đớn. Mới đây, trang chủ của Burnley vừa lên tiếng xác nhận Rico Lewis đã bị một cổ động viên ném bất lửa vào đầu. Vì hành động không đẹp kể trên, đội chủ sân Turf Moor có thể bị ban tổ chức ngoại hạng Anh phạt nặng. Tuy nhiên, Burnley tuyên bố sẽ mời cảnh sát vào cuộc để điều tra thủ phạm gây tổn thương cho Rico Lewis. Mặt khác, đại diện của The Citizen đã khẳng định sẽ ban hành lệnh cấm với cổ động viên nọ. Ngay trong ngày khai màn ngoại hạng Anh, tân binh Burnley phải đụng độ với nhà đương kim vô địch. Dù thi đấu nỗ lực, thế nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Vincent Kompany không thể chống lại sức mạnh vượt trội của Man City. Trong hiệp 1, thủ môn James Trafford đã phải vào lưới nhận bóng 2 lần sau cú đúp của Erling Haaland. Bước sang hiệp 2, tiền vệ Rodri tỏa sáng ấn định chiến thắng 3-0 nhẹ nhàng cho Man City. Man City cũng phải trả giá đắt cho trận thắng trước Burnley ở ngày khai màn ngoại hạng Anh. Theo xác nhận của huấn luyện viên Pep Guardiola, Kevin De Bruyne tái phát chấn thương gân khuèo và phải ngồi ngoài trong khoảng 4 tuần. Bước ngoặt xuất hiện, Man City tất tay đến cùng vụ Lucas Paqueta. Theo xác nhận của huấn luyện viên Pep Guardiola, Kevin De Bruyne đã tái phát chấn thương gân khuèo từng gặp ở trận chung kết C1. Do đó, ngôi sao người Bỉ dự kiến phải ngồi ngoài 4 tuần.
Nguồn tin từ Talksport cho biết, nội bộ Man City đứng ngồi không yên vì tình hình của Kevin. Huấn luyện viên Pep Guardiola cũng thúc giục thượng tầng câu lạc bộ nhanh chóng chi tiền để chiêu mộ Lucas Paqueta. Talksport xác nhận Man City sẽ tất tay ở thương vụ này và xem Lucas Paqueta là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Trước đó, West Ham United đã từ chối đề nghị trị giá 70 triệu bảng được Man City đưa ra. Tuy nhiên, The Hammer không quyết tâm giữ chân Lucas Paqueta. Thay vào đó, đội chủ sân London sẽ để ngôi sao người Brazil ra đi nếu nhận được mức phí phù hợp. Chưa kể West Ham đã thuyết phục Man City đưa Cole Palmer vào hợp đồng như một thỏa thuận trao đổi. Ở trận mở màn ngoại hạng, Man City đã giành chiến thắng 3-0 nhẹ nhàng trước Burnley. Tuy nhiên, Kevin chỉ thi đấu vỏn vẹn 22 phút trước khi nhường chỗ cho Mateo Kovacic. Kevin chắc chắn sẽ bỏ lỡ trận tranh siêu cúp châu Âu vào ngày 17 tháng 8 tới gặp Sevilla. Ngoài ra, Man City còn ghi nhận trường hợp chấn thương của Ruben Dias với vấn đề ở đầu. 5 lần thu hồi bóng, chuyền chính xác 97%. Sao Man City thể hiện đẳng cấp vượt trội so với Burnley? Tiền vệ Rodri đã có màn trình diễn chói sáng giúp cho Man City giành trọn vẹn 3 điểm trước đội chủ sân Burnley. Theo trang SofaScore, tiền vệ người Tây Ban Nha được chấm 9,1 điểm, cao nhất trận, khi đóng góp 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Ngoài ra, Rodri còn thực hiện 5 lần thu hồi bóng thành công, chuyền chính xác 97 lần và không một lần để bị qua người xuyên suốt 90 phút góp mặt trên sân. Có thể nói sự xuất hiện của cựu sao Atlético Madrid giúp cho hàng phòng ngự của The Citizen thêm chắc chắn và còn là chạm trung chuyển bóng xuất sắc để chuyển đổi trạng thái cho nửa xanh thành Manchester. Trước mắt, Man City sẽ là cuộc đối đầu quan trọng với Sevilla tại trận tranh siêu cúp châu Âu. Do đó, huấn luyện viên Pep Guardiola hy vọng tiền vệ này sẽ tiếp tục giữ phong độ để giúp tuyến giữa của The Citizen chơi ổn định trước đại diện đến từ La Liga. Và đó cũng là tin tức cuối cùng trong video hôm nay. Cảm ơn anh em đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.